Chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay em Lợi lại tiếp tục review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Ford Ranger, sản xuất năm 2018, số tự động XLS, máy dầu một cầu màu vàng cát, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Với cái chiếc xe này là xe cam kết bao zin chạy chuẩn 6 vạn, lốp theo xe nguyên một dàn và không đâm xô tai nạn ngập nước gì. Máy số là nguyên bản nhá. Xe đăng ký tên công ty bên Hà Nội. Và xe thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc được. Tất cả các cái xe từ cabo, cốp trước, cốp sau đều nguyên zin, không bị đâm xô tai nạn. Anh chị em có thể mang ra hãng hoặc gặp mượn thợ đến check kiểm tra. Nếu phát hiện ra xe bên em Lợi đâm xô tai nạn ngập nước, bên em Lợi bồi thường 50 triệu tiền đi lại nhá. Đây là toàn bộ cái phần đồng sơn của chiếc xe này, xe sơn màu vàng cát rất là đẹp và xe được bác chủ lắp thêm nắp thùng cao, toàn bộ màn hình này, cam lùi này, cam hành trình đầy đủ hết. Anh chị em nào mà quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì kênh em Lợi còn khá là nhiều để phục vụ quý anh chị nhá. Và với cái chiếc xe này thì cũng full lịch sử hãng nhá, anh chị em có thể lên Hà Nội Ford check cái biển số là ra được lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa tại hàng kho. Vâng, đây là toàn bộ cái đèn hậu phía sau của chiếc xe nhé. Đấy. Xe Hà Nội nên là khung gầm quý anh chị cũng yên tâm. Tất cả khung gầm Hà Nội rất là đẹp này. Đây, toàn bộ cái camera này, cả phía sau của chiếc xe nó còn long lanh và đẹp thế này đây. Đấy. Gầm này, gầm Hà Nội không có bị bắn nheo, không mục ngoặt. Đấy. Tất cả gầm thì khá là đẹp. Đèn hậu phía sau, bên phụ, bên lái đều sáng và đẹp. Đồng sơn của chiếc xe này cực kỳ mới nhá. Đấy. Và xe đời 2018, số tự động XLS. Chiếc xe này thì bên em Lợi cũng hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho anh chị em nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng, lên đến 6-70% giá trị của xe nhá. Sassi của chiếc xe nó khá là đẹp này, từ cú lốp này. Đây, toàn bộ bậc lên xuống là khá là đẹp nhá. Đấy. Lốp thì cực kỳ dày. Toàn bộ đèn pha của chiếc xe này, mặt ca lăng này. Đây. Mặt ca lăng cabo của chiếc xe nữa còn nguyên bản hết toàn bộ. Vâng, đây là cái phần khung gầm phía trước này, toàn bộ bướng gầm phía trước này rất là đẹp. Vâng, và đây là toàn bộ phần nội thất bên trong của chiếc xe này. Từ nội thất này rất là đẹp nhá, cột kèo là bao zin này, các cái phần chỉnh cánh cửa là bao nguyên bản hết toàn bộ quý chị nhá. Nắp bi này cực kỳ mới và đẹp. Đây, kính đèn thì đều có hãng Ford và số 8 theo năm sản xuất của chiếc xe. Đấy. Và bậc lên xuống này, đến các ốc cột này, tem mác cột này, bao zin hết. Đấy, nội thất ghế này rất là mới, ghế thì nguyên bản là ghế nỉ được bọc ghế da dày xịn sò. Đấy, toàn bộ vô lăng bóng khí này đẹp và nguyên zin. Màn hình này, cam hành trình này, đầy đủ hết cho quý chị với cái chiếc xe mà khá là đẹp. Audio của chiếc xe là 6.2 nhá, bao zin nhá. Đây, full lịch sử hãng Ford này. Đây, bảo dưỡng tiếp theo là 6.6 nhá. Đồng hồ là đang 6.2, bảo dưỡng tiếp theo là 6.6 đây. Đấy, cây số là cam kết chuẩn, một chủ từ mới. Nội thất ghế đây. Đây là ghế phía sau của chiếc xe này, toàn bộ ghế phía sau này rất là đẹp nhá. Trần của chiếc xe là trần nguyên bản từ đầu. Và xe thì cam kết không đâm xô tai nạn gặp nước gì, có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý anh chị. Bạn nào mà muốn
bên em Lợi làm thủ tục trả góp được cho quý anh chị. Đây là cái sàn thùng phía sau này, hai bên sàn thùng này, đến ốc đèn sau này còn nguyên zin nhá. Ốc đèn sau này, bướm sau này còn khá là đẹp. Đây là hai cái cánh cửa bên phụ của chiếc xe này, toàn bộ táp ly cánh cửa đều là nguyên bản đấy, cột kèo zin. Xe thì bên em Lợi cam kết chỉ làm xe đẹp, không làm xe tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. Anh chị em có thể mang hàng hoặc mượn thợ đến kiểm tra, check. Nếu phát hiện ra sai thì bên em Lợi bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị nhé. Đây, toàn bộ xe nhập nên là đóng cửa khá là chắc chắn. Độ khách âm của xe nhập thì cũng khá là tốt. Đây, kính đèn toàn hàng Ford và số 8 hết nhá. Tay nắm táp ly này cũng khá là mới, chưa có sơn lại đâu. Đây, ốc khóa bản lề này, tất cả là zin hết, trải sàn ra. Toàn bộ hai bên này, các cái ốc cột này đều nguyên zin. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe nhá. Tất cả khoang động cơ là nhựa rất là sáng. Đây, ốc cabo này bao zin cho quý anh chị nhá. Toàn bộ các cái phần ốc tai này, đèn này, đến khoang động cơ máy này, két nước này đều tem mác đầy đủ hết. Và có bộ phủ xạ của chiếc xe nó khá là sáng và đẹp nhá. Tuyệt nhiên là không có đâm xô các cái phần đầu. Máy số là còn zin. Nào mà quan tâm đến một cái chiếc Ford Ranger đời 2018 6 tự động XLS giá hợp lý thì liên hệ với em Lợi nhá, đến Hà Nội. Sau đây em sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý chị nghe. Và đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động nhá. Máy nổ rất là êm đây quý chị này. Toàn bộ động cơ máy dầu 2.2 đi cực kỳ tiết kiệm 6 lít/100 cây. Cổ bô cổ xá này, ốc này. Cabo này keo chỉnh zin hết nhá, định bấm định dập cabo này. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý chị các bạn một chiếc xe mang thương hiệu Ford Ranger sản xuất năm 2018 số tự động một cầu XLS máy dầu. Bác nào mà quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.